và nó có công suất là 400W ha nè, khá là mạnh. Đối với một cái máy nó chỉ nhẹ khoảng 600 đến 700 gram thôi. Hello anh em, thì trên tay mình nay đang là một cái dòng máy thổi giá rẻ đến từ Tuncen ha anh em. Và nếu mà đối với anh em làm các cái công việc gia công cơ khí ấy, hoặc là làm mộc ấy, thì thường xuyên anh em gia công trên sắt thép hoặc là gỗ ấy, thì nó sẽ có những cái bã dớ bụi nè, hoặc là nhà chúng ta cần một cái dòng máy thổi để chúng ta vệ sinh các cái bông hoa lá cây mà nó rớt xuống sân á, thì một cái dòng máy thổi này nó sẽ rất là hữu ích đối với anh em ha. Thì đây là một dòng máy thổi chạy điện của Tuncen với cái mã là 79604 và nó có công suất là 400W ha nè, khá là mạnh. Đối với một cái máy nó chỉ nhẹ khoảng 600 đến 700 gram thôi, và cái lưu lượng gió của nó thổi ra tối đa là 3 mét khối trên phút thôi anh em. Thì cái dòng này sẽ có cấu tạo cũng khá là đơn giản, phía trước là anh em sẽ có một cái ống để hướng gió này, làm cao su mềm ta lắp vào cái đầu máy, và đi kèm theo máy sẽ là một cái dây nguồn rời nha anh em, có chiều dài là khoảng 2,5 m. Dây nguồn thì nó sẽ được tháo rời ra, rồi khi sử dụng thì anh em cắm vô đây thôi. Cái dây nguồn rời này nó sẽ giúp cho anh em gọn gàng hơn trong cái công việc mà khi chúng ta sử dụng xong chúng ta cất giữ, nó sẽ gọn hơn. Và nếu anh em muốn sử dụng cái dây nguồn dài hơn để gắn cố định, thì khi mà anh em tháo máy ra thì chỉ cần tháo ở phần đuôi máy này thôi, cũng khá là tiện dụng đối với anh em ha. Và phần công tắc của máy thì sẽ được làm thêm một cái chốt khóa này nè, khi mà anh ta thổi thời gian lâu á, ta sẽ khóa cái công tắc lại thì ta sẽ đỡ giữ cái tay vô cái cò thì nó sẽ đỡ mỏi hơn. Và máy cũng có máy này nó sẽ có trang bị cho anh em thêm một cái túi túi đựng bụi nữa anh em, thì nó sẽ ứng dụng, có thể ứng dụng để anh em hút bụi luôn. Thì để sử dụng hút bụi thì anh em phải tháo xoay qua bên phải để tháo cái đầu cái ống hút này ra, cái ống hướng gió này ra, ta lắp về phần hút đầu hút của máy đây, đưa vào sấy cái để nó giữ lại ha. Của túi bụi này thì anh em sẽ lắp vào phần đầu máy này ha, phần đầu thổi này, thì là sẽ ứng dụng để anh em hút được những cái bụi to to như là mặt cưa hoặc là mặt sắt ha anh em. Thì khi chúng ta sử dụng ta thổi thì sợ nó bay, nó nhẹ để nó bay quá thì chúng ta sẽ hút sử dụng hút như này ha nè, hút vào và giữ lại ở cái túi này. Thì khi sử dụng xong thì ta sẽ tháo cái phần bên kia ở phía đáy của túi này, anh em đổ cái bụi vừa hút đi. Thì đây là một cái dòng máy cũng khá là tiện dụng đối với chúng ta trong cái công việc mà vệ sinh sau khi chúng ta thi công và công việc xong ha anh em. Anh em có thể sử dụng để thổi lá cây sân vườn nè, hoặc là thổi cái bụi xung quanh cái những cái máy cưa khi mà anh em vừa cưa xong, hoặc là chà nhám mà khi trên bề mặt khi anh em vừa chà xong thì nó cũng có rất là nhiều bụi anh em. Cái máy này sẽ ứng dụng vệ sinh rất là hữu ích luôn, và máy là của thương hiệu Tuncen anh em, được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, được bảo hành chính hãng 6 tháng, máy được sản xuất tại Trung Quốc anh em, và mức giá thì cũng khá là dễ chịu, chỉ có 512.000 thôi anh em. Nếu như anh em có thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến gì thì hãy để lại thông tin dưới phần bình luận, đồ nghề tự chọn sẽ liên hệ trực tiếp với anh em. Nếu anh em thấy video hay, hãy cho đồ nghề tự chọn một like, share để đồ nghề tự chọn có động lực ra các video tiếp theo hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau.